đầu xuân anh em nhá, rất là đông nhá. Sản phẩm đặc sản các vùng miền này. Đầu xuân là đi được cầm chuyên là tích tiên cầm nha, tích tiên cầm và chùa tắm túc nhé. Chiều nay chán chứ mà người đi người về anh em này. Ví dụ một cái bánh đa ngoài mà. Giờ là chuẩn bị ra du thuyền. Đi ra du thuyền đấy và đi nếu mà đi hết chùa Tam Phúc phải 2 ngày. Hết là phải 2 ngày về được em nhá. Thôi để đi hết trời chiều về thôi. Vé đi đến 3 tiếng là 200 mấy. Còn đi hết 2 ngày là 400 nhá. Rất chi là đông. Đó là lên du thuyền nha. Từ bắt đầu là lên du thuyền nha. Đây. Anh em nha. Đánh du đi chơi đầu xuân rồi vì mai bắt đầu là quán hoạt động khai xuân nha, mọi người đến ủng hộ nha. Hôm thì mấy anh em cứ gọi ngày nào gọi quán mai bắt đầu khai xuân lại anh em nha. Đấy, vào đây để lên du thuyền. Rồi anh em là cá này. Cá anh em này. Đi thôi. Đi thôi. Đi một dưa. Cá anh em này. Dưa mà nó cá tại cá về đây này. Cá này. Cá ôm dưa nha. Ừ, con cá tê này. Thôi. Hôm nay chính nhiệt vợ đéo vợ đi chùa Tam Trúc à. Cột lim à. Bằng bê tông hết đây, phải gù bố. Gù bố. Đây bê tông cả. Gù gù gì đó. Đẹp anh em ơi. Vào mát lim luôn. Đây là sân khấu nhỉ. Đi mà đi chưa ra du thuyền mà gãy cả cắc này. Chào anh em nha.